Con này ra đích trước các bạn ơi. Đây, hai con một lượt luôn. Ra hai con một lượt luôn các bạn. À, mình xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay là đầu năm mới thì mình xin chúc tất cả các bạn thì vạn sự như ý, phát lộc phát tài, thì mọi điều thì như ý muốn của mình nha. À, hôm nay thì mình rủ mấy đứa em xuống ăn Tết đầu năm, nhưng mà ngặt cái là mình mới kiểm tra là con heo nó đang đau bụng các bạn. Tối nay thì có thể là nó sanh nha. Thì bây giờ mình chuẩn bị đồ xong hết rồi, bây giờ mình đang chuẩn bị nướng vịt nè các bạn. Đây nè, mình đang nướng vịt nè, đó anh em mình đang nướng nè. Anh em mình là kỹ sư xây dựng nha, đang công tác tại An Giang, lâu lâu mới về một lần. Còn ở kia đằng kia là anh Trường, anh đó đang quay vlog nha. Anh này thì đi nước ngoài nhiều, một năm thì về nhà được một hai lần thôi, chủ yếu là đi Thái Lan, Campuchia, rồi Malaysia, Indo nha. Rồi bên đây thì mấy đứa em của mình nè. Đây là hai sinh viên nha. Sinh viên này đang học tại thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì có giao lưu uống cà phê này kia đó thì liên hệ với hai sinh viên này nha. Đây là Quỳnh Như, còn đây là Ánh Minh, ở gần nhà mình luôn. Hai đứa em của mình mới học năm nhất thôi các bạn. Và năm nay là chuẩn bị bước sang năm thứ hai nè. Còn đây có cái con chuồn chuồn nè, nó thấy không? Các bạn thấy chuồn chuồn nó bay không? Đây nè, các bạn thấy chưa? Chủ con nó nghe bóng ngọc. Thì bữa nay thì các bạn có thể là mình ăn Tết ở trong chuồng heo rồi. Thì con heo này nó không muốn mình ăn Tết ở ngoài rồi. Hôm nay là đầu năm mà nó không muốn mình ăn Tết ở ngoài, nó muốn mình ăn Tết chung với nó rồi. Để mình rủ hai đứa em của mình á, coi coi có đứa nào là nó muốn vô trong chuồng heo để ăn Tết với mình hay không nha. Rồi, ở đây là hai đứa em của mình nè. Đây là Quỳnh Như, sinh viên năm cuối của năm nhất, chuẩn bị bước sang năm thứ hai. Ở đây là Ánh Minh luôn. Đây là Ánh Minh, xinh tươi như hoa nha, hai đứa em của mình. Còn ở đây là cặp vợ chồng mới cưới, mình đi dự rồi, mình có quay cái video ngắn lên YouTube của mình đó. Đây con vịt nè, con vịt này của cái anh Kiểm Lâm ở U Minh Thượng nướng, mà bây giờ là ảnh đi về tắm rồi, chưa biết thành quả là như thế nào nữa các bạn. Ở đây là con gái của mình nè, chiều nay chơi xe nha. Rồi bây giờ thì cho mấy đứa em mình ở đây chơi các bạn, không ai chịu vào hết trơn á. Không ai chịu vào cái chuồng heo với mình hết trơn á. Thì bây giờ mình sẽ vô mình chuẩn bị đồ để đỡ đẻ con heo nha. Cho mấy đứa em ở đây nó chơi đi. Rồi nếu mà con heo nó chưa đẻ thì mình ra mình chơi với mấy đứa em mình xíu. Mình rủ mấy đứa em mình vô chuồng heo mà không đứa nào chịu vô hết. Mà bây giờ nó phải nhờ mình quay TikTok cho nó nữa. Có con vịt á thì nó quay không đẹp, nó thấy mình quay được á thì nó nhờ mình quay giùm nha. Bây giờ mình quay cho nó xong thì mình vô chuồng heo. Sẵn ở đây á thì mình sẽ quay toàn cảnh cái khu vực xung quanh cái miền quê của mình. Ở chỗ mình á là lúa bây giờ người ta đã cắt gặt xong hết các bạn. Bây giờ người ta đã bơm nước ngọt vô để ngâm cho mềm đất. Rồi xong đấy đợi mùa nước mặn lại á, qua Tết này nè là nước mặn tới á, thì người ta sẽ bơm nước ra bỏ, người ta sẽ bơm nước mặn vô. Tại vì phải bơm nước ngọt trước cho đất nó mềm, nó gã ra. Còn nếu mà chúng ta không bơm vô, đất nó khô rồi tới nước mặn tới á, chúng ta bơm nước mặn vô nữa thì nước mặn sẽ làm cho cứng đất và gốc gã nó sẽ không mục được, nên người ta sẽ không nuôi tôm được nha. Bây giờ mình quay toàn cảnh ở khu vực xung quanh mình cho các bạn xem. Và xung quanh cái khu vực mình chăn nuôi là rất là thưa nhà luôn, là chăn nuôi rất là hiệu quả nha, bảo đảm là dịch bệnh rất là ok. Xung quanh nhà mình là chỉ có 5-6 nhà thôi các bạn, chứ không có đông đúc như những chỗ khác đâu. Ở đây có một con vịt thôi mà rất là nhiều đầu bếp luôn các bạn ơi. Nãy giờ sơ sơ là 4 đầu bếp rồi đó. Đây là máy chạy bằng cơm nha. Thì ở đây thì mình quay TikTok xong thì mình hướng dẫn cho các em của mình quay, rồi xong rồi hướng dẫn chỉnh sửa để đăng lên cho nó đẹp các bạn. Tại vì mấy đứa em mình thì chỉ mới chơi TikTok đây thôi, nên không có nhiều kinh nghiệm để quay. Mình thì quay lâu rồi, mình biết cái gì thì mình hướng dẫn cho các em mình chơi. Buổi chiều hôm nay các bạn là mình ra mình cho heo ăn và mình làm vệ sinh chuồng. Thì mình phát hiện là con heo của mình là nó có sữa, thì có thể là tối nay nó sẽ đẻ. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra sữa nó cho các bạn xem nha. Rồi mình sẽ quay lại gần, mình sẽ quay lại gần trực tiếp lại cho các bạn xem gần cho sữa nó sẽ sinh như thế nào nha. Rồi camera bây giờ quay lại sát để cho mình kiểm tra sữa nó như thế nào nha.
Rồi mình sẽ đưa camera sát lại để mình kiểm tra sữa cho các bạn xem nè. Đây các bạn nhìn xem nha. Rồi vú nó chảy sữa nha các bạn. Đây nè, mình bóp sữa nó cho các bạn xem nha. Đó, vú nó chảy sữa nha. Kiểm tra tí vú thứ hai coi nó sao nè. Rồi vú thứ ba nè. Nó mới có hiện tượng là nó có sữa nha các bạn. Tối nay là có thể là nó xanh nha. Đó, bây giờ là 4 giờ chiều nha các bạn. Kiểm tra vú bên đây luôn nè. Vú này chưa. Rồi, chỉ có vài vú là nó có sữa thôi. Có sữa, vú đầu, hai vú đầu á là nó có sữa nhiều thôi các bạn. Đây là con heo này nè, các bạn đoán với mình xem là nó đẻ bực bao nhiêu con nha. Con heo này đứng là bụng rất là to luôn nè. Đây qua nó nè. Rồi tối nay nó xanh nè thì các bạn đoán xem với mình xem con heo này là nó đẻ được bao nhiêu con. Con heo này khả năng mình đoán là có thể là xanh 9-10 giờ tối các bạn. Bên đây một con mang bầu nữa nè. Đó, con mang bầu này là bụng cũng rất là to luôn nha. Còn bên đây mấy con nè các bạn. Bên đây hai con cũng cận kề ngày xanh luôn nè. Thì mình quay trước các bạn xem con này, rồi các bạn so sánh với những con sau thôi được bao nhiêu con nha. Con này nó nằm ra bụng nó nè các bạn. Mình quay xa ra cho các bạn xem nè nó. Đây, cái hoa của nó cũng to rồi nè, nó bị teo rồi nè. Có thể là 1-2 ngày nữa là nó xanh á. Con này là cái hoa nó cũng to luôn. Nó chưa có teo nha. Đây, nó nằm bụng nó nè. Để mình đi một dọc lại mình quay 4 cái bụng này cho các bạn xem nha. Đó, hai con. Con này nữa là 3 con nè. Con này là 4 con nè. Mình rủ mấy đứa em mình vô trong đây để nó ăn Tết chung với mình mà không đứa nào chịu đi hết trơn á các bạn. Tối nay là mình phải canh một mình nữa rồi. Cho nó ở ngoài đó nó ăn Tết đi. Đó, con này bụng nữa nè các bạn. Các bạn thấy clip của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình trong thời gian qua nha. Đây nè các bạn, nãy giờ mình đi vô nhà nè các bạn. Mình đi ra coi nè các bạn, nó đẻ được 3 con luôn nè. Chưa cắt rúng, chưa xức dây rúng nữa nè các bạn. Đây để mình kéo dây rúng ra nha. Đây mình kéo dây rúng ra cho các bạn xem nha. Đó. Mình đi vô nhà nãy giờ mình thấy nó đau bụng rồi. Ra một con các bạn là mình đã thấy rồi. Bắt đầu mình chạy vô nhà, mình thay đồ đi làm để mình đi vô. Rồi mình chưa được 5 phút nữa thì ra thì nó đẻ thêm 2 con nữa rồi. Là bây giờ là tổng là 3 con nha các bạn. Đây. 3 con rồi nha. Bây giờ để mình buộc rúng nó đi, mình bỏ vô trong đi rồi mình quay tiếp cho các bạn xem. Rồi, con thứ tư ra luôn các bạn ơi. Đó, đây mình quay cận cảnh cho các bạn xem nha. Đó, đây là con thứ tư nè. Con thứ tư là con bông nha. Nó bị đốm đít và đốm mặt luôn. Mình kéo nó ra nè. Các bạn bứt dây rúng nè. Thôi, đứt dây rúng rồi. Nãy giờ thì heo mình nó đẻ là được 4 con nha các bạn. 3 con là nó tự sanh, còn 1 con là mình đỡ đẻ cho nó nha. Đây, đây là thành quả của mình, đây là 4 con nha. Đó, 4 con trong sọt nè. Thì đợi một tí nữa thì nó đẻ nữa thì mình quay cho các bạn xem thêm nha. Tại vì con heo này nó đẻ con rất là nhỏ luôn và nó đẻ cũng rất là nhanh luôn. Thì các bạn đoán thử với mình là con heo này nó đẻ được bao nhiêu con nha. Cái con này các bạn là gợi ý các bạn là lứa trước là nó tự sanh 19 con. Thì lứa này là bụng nó rất là to luôn. Thì các bạn đoán thử là bao nhiêu con nha. Mình đoán là trên 15 con nhưng mà không biết chính xác là bao nhiêu con nha các bạn. Các bạn cùng đoán với mình, bình luận xuống với mình để biết là được bao nhiêu con nha. Vô đầu video thì các bạn bình luận đi rồi thử cuối video là sẽ được bao nhiêu con nha. Rồi heo mình chuẩn bị ra con thứ năm nha các bạn. Con này là chắc rớt sàn quá. Đây con này nó nằm gần tới mí sàn luôn. Con này đẻ ra là mình nghi là chắc rớt quá. Đây để mình qua bên đây mình quay cận cảnh cho các bạn xem nè. Mình đứng đây mình đón con heo để nó rớt xuống sàn à. Đó. Đó, đây là con heo nha các bạn. Con này hơi nhỏ nha. Đây mình quay cho các bạn xem cái con nó mới đẻ ra nè. Cái con này là nó muốn ngọt các bạn.
đẻ ra là nó chỉ còn nó hơi hóp nó giật mấy cái vậy đó, rồi nó ngưng nha. Bắt đầu mình sơ cứu nó, thì bây giờ mình hướng dẫn các bạn sơ cứu nó nha. Trước tiên là các bạn cầm hai cái chân nó giơ lên như thế này nè, rồi các bạn lấy cái tay á, các bạn đánh chỗ này nè, nó lấy cái tay mình chỗ này nè, mình vỗ vô đây, mình vỗ nhẹ vô cái lưng nó, mình chút ngược nó xuống, mình vỗ 3-4 cái, cái bắt đầu mình đút xua, mình lấy nồi dẻ mình lao trong họng nó, lao mũi nó, rồi mình chút nó lại nữa, mình vỗ nó 3-4 cái nữa, rồi mình cũng lao giống hệt như vậy luôn, làm 3-4 lần như vậy á thì nó sống. Còn trường hợp mà nó ngưng thở hoặc là nó thở rất là yếu, nó dịu hoặc các bạn đoán là nó ngộp rồi á, thì các bạn nên dùng miệng để hút mũi nó ra nha. Các bạn hút là hút mũi nó vô trong họng mình rồi mình phun bỏ, chứ không phải là các bạn thổi ngược trở vô nha. Các bạn thổi ngược trở vô nó là nó ngộp nó chết luôn nha các bạn. Nên các bạn lưu ý về vấn đề sơ cứu nha. Khi mà con heo nó đẻ ra thì nó giật giật nó muốn ngộp rồi đó, thì các bạn cứ làm theo cách của mình thì bảo đảm là hiệu quả nha. Còn con heo nào ngộp lâu quá thì cái đó là phải chấp nhận rồi các bạn. Heo của mình là được 5 con nha. Ở trong đây là 4 con nè. Đó, trong đây là 4 con. Ô, nó gặn con rớt luôn rồi các bạn ơi, rớt luôn các bạn ơi. Trời ơi, con heo mẹ này. Nó ngồi đẻ rớt con heo luôn rồi. 5 con. Đó là được 5 con, được 6 con nha các bạn. Cái con này nó mới đẻ rớt nè. Con này thì không ngộp, con trước thì nó muốn ngộp thôi. Cái này nếu mà nó đẻ nữa thì nó gớt xuống là chắc cứu luôn các bạn. Để mình đóng cái cửa lại để cho nó nằm xích vô nha. Đây là hai con heo mới sanh nha. Con này mình chùi rồi, bây giờ mình chỉ buộc gốn thôi. Rồi bắt đầu là mình chùi con này. Bắt đầu là mình chùi là mình phải chùi miệng nó trước. Chùi cái miệng nó rồi vuốt cái mũi nó luôn. Các bạn phải kéo hết nhớt trong miệng, trong mũi nó ra thì nó mới thở được nha. Đó, bây giờ thì mình buộc gốn thôi các bạn. Mình buộc gốn rồi mình bỏ vô mình giữ ấm thôi. Buộc gúng thì các bạn có thể là mua dây gút công nghiệp đó các bạn, dây gút mà làm điện tử á, mua mà loại dây nhỏ nhất mịn nhất thì các bạn gút cũng được, hoặc là các bạn dùng chỉ cám cũng được. Thì các bạn không buộc gúng cũng không sao hết trơn á, nhưng mà mình buộc gúng thì cho nó chắc, nó an toàn, nó đảm bảo hơn nha. Ở đây thì mình dùng dẻ lau thôi chứ mình không có dùng bột lăn nha các bạn. Mình thấy dùng bột lăn cũng vậy à, mà dùng dẻ lau thì nó cũng vậy thôi. Tốc độ nó phát triển cũng bình thường, heo nó cũng ấm bình thường, không có vấn đề gì hết. Rồi, mình buộc gúng rồi á, thì mình chừa khoảng 1.5 lóng đến 2 lóng tay. Bây giờ mình cắt ngang đây thôi các bạn. Đó. Rồi, mình quay cho các bạn xem nè. Hai con mới sinh ra là nó nhỏ hơn 4 con trước nha, nên nó đẻ rất là nhanh luôn. Hai con nó đẻ khoảng chừng 1 phút thôi. 6 con nha. Bây giờ mình sẽ đẩy con heo mẹ vô, mình đóng cái cửa lại để cho nó nằm xích vô, để kiểu này là heo con là lọt xuống dưới là chắc cứu luôn. Rồi, con heo này mình mới lùa vô các bạn, mình mới đánh nó chồm tới đằng trước. Rồi bắt đầu là nó nằm xuống, là bây giờ là còn khoảng 2 tấc nữa. Bây giờ nó nằm xuống là nó cũng chuẩn bị gặn nữa rồi. Thì đảm bảo là 2 tấc này là heo con nó không gớt như con vừa rồi nữa nha. Mình mở ra mình canh nè. Đấy. Mình mở ra rồi nó đẻ ở đây là mình đỡ thôi. Đó, ra các bạn. Đây là con thứ 7 nha các bạn ơi. Đó, nó đẻ ra thì mình bứt dây gúng rồi mình đi chùi bình thường thôi. Mình chùi cũng giống như con vừa rồi nha, mình chùi miệng, chùi mũi nó. Mình móc miệng nào mình chùi mũi nó nè. Con không bị ngộp á thì mình không cần dỗ giống như cái con lần trước nha. Con lần trước là nó hơi ngộp. Chuẩn bị ra ăn con nữa kìa các bạn. Đó, nó ra ăn con nữa kìa. Đây là con thứ 8 nha, để ra hai con lượt luôn nè. Hãy đẻ một lần hai con, vậy là nhanh quá trời luôn rồi. Rồi, con thứ 8 nha. Rồi, hai con này thì mình buộc gúng, mình cắt gúng cũng giống như con trước các bạn. Rồi, đợi một tí nữa thì nó đẻ nữa thì mình quay cho các bạn xem thêm nha. Các bạn đoán thử, các bạn bình luận xuống là đoán được bao nhiêu con nha. Con này là nhiều đó các bạn, nó đẻ con nhỏ mà đẻ nhanh nữa. Các bạn thấy kênh của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Heo mình đang quẩy đuôi gặn con thứ 12 nha các bạn. Xem con 12 là to hay nhỏ, mà nãy giờ nó lâu quá các bạn ơi. Nãy giờ mình đợi khoảng nửa tiếng rồi đó, con thứ 12 nó chưa ra nữa.
Đây con 12 còn trong bọc luôn nè. Mình kiểm tra coi. Mình quay cho các bạn xem nè, nó thở rất là yếu luôn. Mình nên mình phải nhốt riêng. Với những con nhỏ mình nhốt riêng, những con đẻ sau mình nhốt riêng nha. Những con mới này thì mình nhốt riêng. Ở trong cái sọt này là 9 con nè các bạn. Ở ngoài này một con mới đẻ là 10 con nè. Bên cái sọt này 2 con nữa. Tổng là 12 con rồi các bạn ơi. Con thứ 13 chuẩn bị ra nè các bạn. Đó, nó ra gần tới luôn rồi đó. Đó, ra luôn nè. Đó, nó tới cái qua nó rồi đó, lòi ra luôn. Con này ra đích trước các bạn ơi. Đây. Hai con một lượt luôn. Ra hai con một lượt luôn các bạn. Rồi bây giờ để mình chùi hai con này nha. Đây nè các bạn, hai con một lượt luôn. Con heo này đẻ dữ thiệt. Nãy giờ là mình phát hiện nó là 3 lần nó đẻ hai con rồi đó các bạn. Rồi để mình chùi mình buộc cúng hai con này luôn nha, để mình đưa vô trong sọt luôn để giữ ấm cho nó. Cái con thứ 12 này các bạn đẻ ra nó rất là yếu luôn, thì mình nhốt chung với hai con nhỏ bên đây nha, để nhốt chung với những con khỏe là nó đè nó đạp con này á, con này nó chịu không nổi đâu. Bây giờ mình qua bỏ sọt bên đây. Đây mình bỏ vô cái sọt này nè. Tại vì mình quay bằng cái gimbal các bạn là nó nhiều khi là nó không bắt kịp mình, thì các bạn thông cảm hình ảnh nó không được sáng á, thì các bạn cứ thông cảm cho mình nha. Đây là mình chỉ quay một mình thôi chứ không có ai hỗ trợ mình hết trơn á. Mình đi đâu á thì cái gimbal nó đi theo mình thôi. Giống như vậy nè. Giờ mình đi qua đây thì nó đi qua đây thôi. Mình ngồi xuống với heo nè. Đó, nó chỉ đưa xuống được bao nhiêu đó thôi, nó không đưa xuống được nữa nha. Bây giờ các bạn thì 11 con mà nó sanh trước á, là bây giờ nó đã khỏe mạnh rồi. Mình sẽ cho 11 con đó nó bú trước. Rồi khi nào mà những con nó sanh sau á, là mình sẽ cho nó bú sau nha. Khi nào mà 11 con nó bú no rồi á, mình bắt nó vô cho nó ngủ lại. Để cho những con sanh sau nó sẽ bú no, rồi mình mới thả 11 con bú trước ra chung đàn luôn nha. Mình đang nói chuyện mình muốn sanh nữa nè các bạn. Bây giờ mình đợi cho nó sanh con này xong thì mình thả nó ra cho nó bú luôn nha. Heo mình hiện tại đã sanh được 14 con rồi các bạn, mình cho bú trước 11 con. Mà cái bụng con heo mẹ là vẫn còn to, vẫn còn ngu. Là nó vẫn còn heo con sanh ra, nhưng mà mình là không biết là bao nhiêu con. Nhưng mà nó còn đội cao lắm các bạn. Đây các bạn nhìn xem 11 con nó bú nè. Đó. Bên đây nè các bạn. Mình phải nằm xuống rồi cái camera nó mới chỉa xuống tới theo con nha. Chứ mình đứng lên á là cái camera nó đi theo mình nè. Các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của mình nha. Để xem coi nó đẻ hết tổng đàn này, xem con heo mẹ là đẻ được bao nhiêu con. Đây là lồng đầu năm là chắc nhiều đó các bạn. Chắc 15 con đổ lên á. Mình không dám nói nhiều chứ thực sự là con này nó đẻ nhiều, chắc giống như là lứa vừa rồi của nó đó. Đây là 11 con mình đưa ra trước nha các bạn, cho nó bú no đi rồi mình cho nó vô nó ngủ. Ở đây là 3 con sanh sau nè, mình thấy nó còn yếu thì mình đợi những con sau á là cho nó bú chung luôn nha. Đó. Để mình đếm lại coi phải 14 con hay không để các bạn nói mình đếm ăn gian nha. Trong đây là 3 con nha. Ngoài này là 11 con nè, 1 con nè, 2 con nè, 3 con nè, 4 con nè, 5 con nè, 6 con nè, 7 con nè, 8 con nè, 9 con nè, 10 con nè. Đây sau lưng này một con nữa là 11 con nè các bạn. Đó tổng là mình đưa ra là 11 con cho nó bú trước. Rồi một tí nữa thì nó sanh được bao nhiêu con á thì mình tiếp tục quay cho các bạn xem nha. Hôm nay sẵn con heo này nó đẻ nè các bạn, thì mình nhắc lại cho các bạn mới vào nghề á để các bạn nắm nha. Đây con heo mà thường thường á là chúng ta ra tiệm thú y á là chúng ta mua oxytocin hoặc là angot để giúp cho heo nó đẻ nhanh á. Thường thường ngoài tiệm thú y á sẽ hướng dẫn mình là sau khi heo đẻ ra một con là chúng ta tiêm oxytocin để cho heo nó đẻ nhanh. Theo ý kiến của mình á là mình khuyên các bạn mới vào nghề á là khi heo của mình đẻ được khoảng 70% thì mình mới tiêm. Ví dụ như là heo của mình đẻ 10 con thì nó đẻ khoảng 7 con thì mình hãy tiêm. Đây tại sao mà
mình khuyên các bạn là heo đẻ được 70% các bạn tiêm. Tại vì thứ nhất á, ví dụ như là heo tơ, heo của các bạn thứ nhất là nó đậu ít nè, rồi các bạn cho ăn nhiều, rồi heo con trong bụng nó lớn, rồi tới khi mà heo mẹ nó sanh thì xương chậu nó hẹp. Thì nếu mà heo của các bạn á, là cái con heo con á, là nó ra khó và xương chậu nó hẹp nữa. Khi ra một con đầu cho các bạn là dễ dàng đi, rồi các bạn tiêm vô, trong bụng nó sẽ đẩy con xuống, nó đẩy xuống. Mà trong khi đó là con thứ hai nó quá to, xương chậu nó hẹp, rồi con nó không ra được, là mình xử lý không kịp hoặc là mình không biết xử lý, là khi mà heo nó ra tới xương chậu là nó dính ở đó. Con thứ hai, bắt đầu con thứ ba nó dồn xuống 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 xuống, từ từ nó sẽ đứt chi cũng và nó ngọt hết tổng đàn của mình. Còn trường hợp mà mình biết xử lý, mình kéo nó ra được á thì ok. Cho nên trường hợp như vậy á các bạn, là heo mình nó ngọt là như vậy, là nó ngọt nhiều. Nên mình khuyên các bạn là heo mình đẻ 70% đi. Tại vì lúc mà heo mẹ thời gian đầu á, là khoảng 70% đầu là heo mẹ nó vẫn còn khỏe, nó đẻ được tự nhiên. Các bạn không cần chích oxytocin để làm gì, heo mẹ nó vẫn đẩy cái bình thường. Ví dụ như con heo đó nó đẻ được, nó đẻ 4 tiếng là xong. Mà bây giờ các bạn chích oxytocin, nhưng mà bây giờ các bạn chích oxytocin nó đẻ 3 tiếng rưỡi, các bạn sớm nửa tiếng cũng không có làm gì được hết á. Nên các bạn cứ cho nó đẻ tự nhiên đi. Khi nào heo mẹ nó đẻ gặn hết sức rồi, chúng ta hãy chích oxytocin để hỗ trợ con heo mẹ, để cho nó đẩy ra cho được nhanh hơn. Thời gian đầu mà chúng ta chích oxytocin là chúng ta đã lạm dụng thuốc rồi, là cái tử cung của heo mẹ là nó co bóp, là làm cho con heo mẹ nó mệt nữa. Ví dụ như con heo mà nó đẻ 18-19 con mà mới con đầu các bạn chích rồi, là những con sau nó đẻ rất là lâu. Con heo mẹ là nó đẻ rất là lâu và thêm heo mẹ nó mệt, nó yếu nữa. Nên mình khuyên các bạn là hãy đợi là 70% đi rồi các bạn hãy tiêm nha. Đây là ý kiến riêng của mình. Mình khuyên các bạn mới vào nghề để các bạn có cái kinh nghiệm để các bạn đỡ đẻ heo để cho thành công và hiệu quả hơn nha. Nãy giờ con heo mình nó đẻ được 14 con rồi, thì mình thấy cái bụng nó còn u mà mình chích oxytocin nãy giờ mà chưa thấy nó ra, các bạn mình sẽ can thiệp thử coi nó còn hay không. Mình định can thiệp rồi các bạn, nhưng mà mình thấy nó ra nhau nha các bạn ơi. Đây nhau của nó nè, là mình nghĩ là con này đã đẻ được 14 con thôi các bạn, bụng quá to luôn mà đẻ được 14 con nha. Đây con của nó nãy giờ mình cho bú cử đầu xong rồi nè. Mình đợi ba con này nó bú xong á thì mình thả chung bầy của nó là 14 con luôn, để cho nó bú mình thả tự do luôn các bạn. Và bầy này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cho uống sữa cộng amox và cộng cám tập ăn, là trong khoảng chừng 3 ngày đầu là nó uống sữa, tới ngày thứ ba hoặc là ngày thứ tư là bắt đầu là ăn cám tập ăn được nha các bạn. Ngày thứ ba thứ tư là ăn được một nắm hoặc nắm rưỡi rồi đó. Ở đây á, thì mình còn vài con chuẩn bị đẻ nè các bạn, để mình đi quay hết cho các bạn xem nè. Còn ba con chuẩn bị đẻ nha. Con này là 1-2 ngày nữa là nó đẻ nè, bụng nó cũng to đó các bạn. Đó, cái hoa của nó bắt đầu xuống rồi nè. Rồi con bên đây luôn, con bên đây cũng to luôn, hoa của nó cũng to nè. Những con này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cho uống sữa cộng amox và cộng cám tập ăn để heo các bạn đẻ nhiều, đạt 100%, không con nào bị còi nha. Mình đã thả tổng đàn nó ra cho nó bú chung nè các bạn nhìn thấy mê chưa? Đây là 14 con nha các bạn, nó bú chung là 14 con nha. 14 con này là mình thả lan luôn nè. Bắt đầu từ ngày mai là mình sẽ tập cho nó uống sữa với amox. Rồi khoảng 2-3 ngày nó biết ăn thì mình sẽ bỏ cám tập ăn vô cho nó ăn. Mình đảm bảo với các bạn luôn, bầy heo này là ngày thứ 7 là nó uống ít nhất là 2 bịch sữa và 3 nắm cám. Các bạn thấy kênh của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bầy này đến ngày thứ 7 á, các bạn là nó sẽ biết ăn đều hết tổng đàn luôn. Rồi xong đến ngày thứ 10 hoặc là ngày 12 là nó sẽ biết ăn gành hết. Các bạn nhớ theo dõi cái clip sau của cái bầy này nha.